Dạ vâng, em Tùng chào anh em. Thì hôm nay em xếp cho anh em một cái combo bao gồm có một máy, một pin, một sạc và vít đầu đỏ bao gồm có than. Thì đi kèm với nó là một cục pin 4A mới 100% nha, sản xuất tại Malaysia. Pin này thì mình bán là 1,3 triệu một viên. Thì những anh em nào muốn mua pin thì liên hệ mình. Và một cái sạc điện 120V và một cái máy mã của nó là GDX18V-1600. Thì nó vừa vít và vừa bù lông luôn. Thì hàng này có than và giá cũng khá là tốt, bao gồm có một máy, một pin, một sạc. Thì giá của nó là 3,3 triệu. Đấy, những anh em quan tâm liên hệ 0962232180. Và cái máy bot này nó sản xuất tại Malaysia. Bot Malaysia nha anh em. Đây. GDX1800. Tốc độ của nó là từ 0 đến 2008 made in Malaysia. Hàng từ USA về. Có móc treo và đầy đủ. Thì giá 3,3 triệu. Sạc điện 110. Cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi kênh của em. Thì những anh em quan tâm liên hệ 0962 232 180. Em Tùng, cảm ơn anh em. Em test lại cho anh em xem một lần nữa.